Ôi, tạo điều kiện cho dân. Thế nên bây giờ mà biên bản là bắt ở ngoài đồng à? Ý kiến là bắt ở ngoài đồng, giữa đồng này. Mở đường đây, đường nội đồng này, mà bắt giữa cánh đồng. Cú đâu? Cú nhất gì? Ý này sáng xin bảng tên các anh giao thông đấy. Đi thái chiều. Thấy xe giờ mình bắt. Đấy, xe chở rơm cho bà con giữa cánh đồng đang bị bắt này. Bắt xe chở rơm rồi xong rồi là máy cắt rồi mỗi người ra bắt mỗi khi lúa về là không ai chở đúng không? Đang ở khu cánh đồng Hợp Thịnh. Ở quê em luôn anh ơi, đang giữa cánh đồng đây chở rơm, hôm nay chở rơm cái bắt đây đang lập biên bản. Đối diện nhà Thánh Châu, à quên bên dưới thôi. Cái này đúng là chở rơm phục vụ bà con giữa cánh đồng mà đang bắt chứ anh bảo bây giờ mới đi ra đi chở gì giữa đường đi không? Bắt xe của anh Thắng. Đây chủ xe đây. Đây. Ở ngay gần em chị ạ. Bắt xe của anh Thắng gì nha. Ngay chỗ cánh đồng của Xuân Thịnh. Ôi. Ôi thế mà đang cố tình lập biên bản đây này, em bảo lập biên bản phải ghi rõ là đường nội đồng mà các anh xuống bắt. Chào mẹ đi không? Đây đường ở trên huyện, trên xã quản lý đây, trên huyện quản lý ở trên kia mà dưới đây là giữa cánh đồng. Đúng rồi. Dạ vâng các bạn, xe của ánh sáng. Chưa bao giờ like mà nhiều view gì nhỉ? Nhiều bình luận với nhiều người xem. Bình thường like chỉ có 2-3 người xem với 1 người xem thôi.
Ô, chứ công an như Xuân các anh đón liên tục chứ dưới đây gì đang bình thường anh. Công an huyện, công an huyện nhá. Rồi qua đây, qua đây, qua đây, qua. Anh ấy rút chìa khóa thì khi nào mà ghi biên bản chuẩn đó, thì là cho mang cân hay mang xe xuống đẩy kéo. Ê, em nói thật, nói chung luật lá thì anh em chả có lạ gì đâu, nắm mãi rồi. Đường nào là thuộc các anh quản lý mà đường nào có dân hay là anh này kia sinh ra dân đóng góp làm chi đóng góp, mà bây giờ quay lại đường trong thôn nội đồng mà đang đi vào đi bắt thì cái này là phục vụ dân nhá, không phải là đi kinh doanh hay gì cả. Ở dưới Yên Thọ anh ơi. Cái này đâu dễ mà bây giờ là cũng lập biên bản xong đâu dễ mà cậu phải kéo phải chuẩn phải đúng. Sai nào ấy chịu. Bây giờ đi phục vụ cho dân thì nông nghiệp mà bây giờ giữa cánh đồng mà đi bắt thì anh thà như là vào chợ kinh doanh là đi lên trên đường ấy kia đi đổ các cái vựa ấy, nhưng mà đây là chở cho bà con nhân dân để về lấy cái chăn nuôi mà đang ra giữa cánh đồng đi bắt đây. Đứng im, đứng im xe cho. Biên bản đi giải nhỉ, viết mấy tờ chưa hết. Rồi chở đầy ấy đó. Ơi, công an đây mà xe quá tải các bác ơi. Đó, đi đầy nè. Đó, đường đi là không biết là trọng tải bao nhiêu nhỉ? Cho phép trọng tải bao nhiêu nhỉ? Vượt quá khổ quá tải đây nữa. Thế là con đi có được chạy không nhỉ? Con đi có được chạy trong cái đường nhỉ? Cầu cấm 10 tấn thôi. Cầu cấm 10 tấn mà loại đi mấy chục tấn. Anh hỏi xem là ghi rõ cái đường lập biên bản tại đường nào. Anh nào ra đây phát trực tiếp nhiều nhiều like là một trăm mấy nghìn hai.
anh thấy biểu là anh lập qua chủ xe. Anh cứ từ từ, anh cứ từ từ, tôi đang thông báo với cái lỗi vi phạm của anh nhá. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày lập biên bản, ông Mai Văn Sáng là cá nhân vi phạm có quyền văn bản phải trình đến phó chủ tịch ủy ban nhân dân để thực hiện việc này. Nhưng mà anh xem cái gọi là lập ở tuyến đường nào và hiện tại là ngay chỗ cánh đồng nào của thôn của ấy. Phải ghi rõ cái đó. Đó là xe là lập biên bản là ngay giữa cánh đồng. Giữa cánh đồng và đường đi đường nội đồng nhá, đường đi đường nội đồng nhá, anh mà ghi đường xã là không được đâu nhá. Ai không ai nhận cái đường xã đây cho anh đâu. Anh phải quay chụp đúng giữa cánh đồng này. Không, cái đó không ý kiến mà bắt ghi lại chứ anh không phải ý kiến làm gì ghi lại cái đó để xử lý. Làm việc anh phải cố đúng. Phải đúng trong biên bản hiện hiện tại ở đâu phải cố trong biên bản. Không thì lập lại cái biên bản khác chứ không ấy kiểu đó được. Anh không không để nhận làm cái chỗ mà báo đường chỗ xã chỗ ấy được. Khác thì anh lại dính vào cái đường liên xã. Rõ ràng ra. Đường nội đồng thôn, phải ghi rõ lại đường nội đồng thôn. Giữa cánh đồng thôn Hợp Thịnh với lại Thống Nhất là nằm ở giữa chỗ giữa cánh đồng đấy mà nằm ở nội đồng thôn. Đường nội đồng nhá, không phải là đường xã đâu mà các anh báo là ghi đường xã. Giữa đồng đấy không, em không biết mà đúng các anh đang bắt ở giữa đồng đây. Còn nếu mà lập không đúng thì các anh lại không lấy được. Đây là anh nhìn xem đây có phải là ở giữa cánh đồng không? Anh báo là đường tắc qua đồng thì anh có là anh ghi đường tắc qua đồng. Đường thuộc xã thôi. Không thuộc xã mới rõ ràng là nằm ở khu vực nào giữa cánh đồng đây chứ anh báo xã thì nó nằm ở trên kia. Không, ông anh của em, ông anh của em. Nhưng mà các anh làm sai là không được. Làm việc với người vi phạm việc của em đâu mà em cứ phải tham gia. Lấy cái biển mà để đường nông thôn vi phạm ở đâu làm được. Ông chỉ đúng thôi. Chứ làm đúng rồi. Đang làm việc cơ mà có bên được xem đâu. Anh làm là sẽ làm đúng. Không làm sai được đâu. Rồi các anh như ai. Bây giờ cho anh có ý kiến vào đấy là đi đường. Ai như ghi rõ tuyến đường mà nằm ở giữa cánh đồng. Thì tôi cho anh ghi vào mặt sau. Không không ghi nữa. Không phải lập đúng thôi anh. Đừng quá. Anh cứ để cho tôi. Đường đây là đường nội đồng thôn. Nội đồng. Đường đi đúng đường liên thôn chứ làm chi mà ấy. Đây là bắt ở đây. Chứ sinh ra đường nông dân tự quản làm chi. Làm ra ngoài quốc lộ 45 ở. Nó là không đúng. Còn làm ở đâu yêu cầu anh làm chi thì bảo. Cứ làm ở đâu ghi vào ở đó. Đúng kiểu đó em. Trên Facebook là tôi nhờ bác ghi cái tuyến đường. Bây giờ tôi ghi được. Không ký thì thôi. Được rồi. Nếu sau đi không. Dưới đây là tôi sẽ giải thích khách hàng. Còn ký hay không ký là quyền của các anh. Các anh có văn bản rồi, anh nói là cái từ ký hay không ký là quyền của anh. Đây, lại một em nữa, ba chân đi lại. Đó. Anh xem các bác là các anh làm cái gì nhá. Mà đường kia đường như 10 tấn đây thôi. Khá là nhiều. Tại sao mà không làm? Và bây giờ, 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 bây giờ
bày của hai văn giá là vi phạm không đủ đấy, nó không đủ, không đủ ghi bây giờ biên bản một nãy nó không đủ ghi, không có anh ghi ra mặt sau, đúng rồi, ghi mặt sau, anh muốn thì anh ghi mặt sau, ghi mặt sau và anh ký rồi, ghi mặt sau anh, tôi ghi vào sau, tôi sẽ nhờ anh em ở đây ký đấy, ghi ghi tất cả anh em đây ký làm chứng chị kiên xong rồi ký anh. Anh nhìn xem được chưa? Xuống tí nữa đi. Xuống khoảng 3 phân nữa. Xuống lùi xuống tí nữa. Lùi xuống tí. 3 phân nữa, chứ 3 phân nữa. Lùi nữa đi. Được chưa? Ngoài được chưa? Rồi, bên đây được rồi. 1m85 à. Ôi bố con mẹ, bố đi về đi. Ôi bố có phải rồi. Bố đi về đi, đây sửa cánh đồng thì rồi không có gì được. Bây giờ anh có ý kiến thì tôi lúc hiện nay là ý rồi, nhất là bị ký tập kiểm tra rồi bà ơi, đường nội đồng nằm giữa cánh đồng của thôn Hợp Thịnh bên Thống Nhất nhé. Giờ thì anh lại ghi thẳng là không công nhận về cái chỗ vị trí mà các anh bắt. Đang xuống cả giữa đường giữa cánh đồng bắt xe dơm rồi bắt rồi. Đó xe dơm giữa cánh đồng đây. Nhà nước bắt luật công an có công an đi trước không? Hả? Các anh làm cái việc hay chưa? Bạn gì các anh có chuối chuối tôi đi này. Ôi ông ấy như gì? Tôi nói thẳng đi đó, con tôi đó.
cháu tôi cũng làm công an này cho đó. Mà chưa bắt được. Cái này là bố con bé đi sai rồi chạy xử lý ấy mà. Bạn chết được tao chết. Tao bây giờ hơn cháu cũng nào rồi. Bằng lái đầy đủ nha, không thiếu một cái chi nha. Đồng tải không nặng nha. Cái này chở sinh ra đi phục vụ nông nghiệp công nông thì cấm mà mang ô tô xuống chở cái là bây giờ là gì thì... Ghi hết. Trong khi đó xe quá tải cơi nới kìa, đó đang chạy ở mầm ở trên đường xá đây. Đó xe quá tải đó. Cơi nới cao gấp đôi gấp ba. Coi mà. Đó học cùng trường mấy thằng cháu tham gia đó. Mai Thuân Tuân đó. Làm cái kiểu nó làm em rằng công an bây giờ ta ra đường thì ta bắt nồng độ cồn đồng đấy. Thôi có anh có nồng độ cồn đấy không? Ký ký là anh chưa được ký chứ phải đọc cho nó. Thì anh nói là xe chiều chiều cao có được vượt 10%. Ông chỉ ghi rõ bởi vì đúng lỗi thì anh cả ký, chứ đúng lỗi ký, nếu mà vượt quá 10% thì đó là chưa ấy được. Rồi, đây là sinh ra cái 10% đấy làm chi anh? Không, phải đúng trong biên bản. Chứ đúng trong biên bản cả ký, sai trong biên bản không đúng rồi. Anh ghi không đồng ý bởi vì chiều cao con ấy đó mà bây giờ... Tức là bây giờ là sinh ra 10%, thế là 10% đấy làm chi nhỉ? Thế là bây giờ là đua là 10% là không có thì rất là... Không rồi. Không kinh người dân người ta cười ta bớt thôi. Ra chữa cái đồng bằng tài liệu. Dưới đây em hỏi là lý do ông bà là sao đây anh? Đó là nếu người không phải mà hỏi các anh có lập tốt cho không? Các anh lập tốt cho không? Mà các anh dám bắt con phải tốt hình. Chốt các anh nhé bộ. Chốt các anh nhé bộ. Các anh chạy chữa cái đồng bằng. Nói chung theo em ý kiến thế này, nếu mà nhà nước đưa ra là có chiều cao chiều dài có 10% không có sự của em. Anh làm việc đúng thôi, bây giờ ra rửa cánh đồng của dân. Chứ 10% nếu mà không có 10% đốt đồng ý kiến. Có dân ở đây làm chứng, có camera đây. Rõ ràng đúng rồi. Anh này chửi công an xã, anh thấy anh có được hay không? Anh này chửi công an xã, anh thấy anh ký anh làm này là quá sai. Quay lại tất cả này là làm là điều ấy có ghi nhận cả rồi đấy quay phải hết không phải đâu mà làm mấy chú ý kế hoạch với lại chủ người dân công gia trường đó đây là cái chỗ gia ký của cá nhân vi phạm đọc ký cái văn bản đọc rồi ý kiến của đây đọc ký văn bản anh ký xong rồi anh nhận đủ liên lạc anh ra chữa cái đồng thì mấy người dân đỡ phải dừng bắt luật đi chưa ai quay cái này anh quay thì tí nữa anh có một liên giống hệt thì anh cầm đi anh quay cái nội dung làm đến nơi luôn không có tha một cái gì cả. Đấy, anh đọc rồi vâng bây giờ tôi để anh đọc rồi 1m68 với lại đang 10% nữa thì hắn lại đang 16 mấy này kia 16/8 nữa cho là gần như 17 phần nữa tính ra là 1m8 thì vẫn chưa phải ấy chưa phải vượt chiều cao. Nghiên cứu, nghiên cứu chứ luật bọn em phải học đi ra chứ anh. Cái vấn đề sai nhất là cái anh đi bắt rửa cánh đồng này. Đây, công an như thanh nhá, bắt rửa cánh đồng của dân này, đường nội đồng này, đường đi đường bê tông nhá, đường bê tông là dân tự quản nhá. Đường rửa cánh đồng này. Chốt các anh bộ, tôi hỏi một đấy các anh trả lời tôi. Ôi cái vấn đề của ngay thôi chứ. Sáng nay cứ hỏi con là chốt lập cho bộ mà lại ra giữa cái đồng là chốt
đấy, chốt các anh lập như này ra. Bằng biện pháp khác cũng được. Chốt tự nhiên từ thế gì? Các anh đi làm thì các anh phải có cái giấy tờ đi làm, bây giờ thì mấy con nào làm chưa được chín làm gì có cái chuyện Ngọc Văn Sang. Đây, anh tỉnh ra cái... Để. Đây, Huy! Làm chứng kiến! Phải có người chứng kiến! Đây, có phải là muốn sai không? Các anh tôi, cái chuyện đấy, nhiệm vụ của tôi không cần ai kiếm rồi, cái anh ký ở đây. Còn anh, các anh chứng kiến bằng điện thoại rồi. Đọc nó bằng bản. Tôi không cần người chứng kiến ký ở đây nữa. Ồ, cái này phải cho nổ nhất các trang giao thông nha em. Em đâu anh, đang ấy chứ, giữ xe hơn tiếng đồng hồ. Còn điện thoại là xóa được, nhưng mà tôi muốn là đầy đủ và xác thực. Anh muốn nếu như mà quy định mà có cái yêu cầu đấy. Cho nên tôi hỏi anh là xin ra cái người chứng kiến làm gì? Đây là luật của anh nha, anh Trần Đức Thành, Phó Thủ trưởng. Trường hợp anh ấy bảo là không cần người chứng kiến. Trời, giữa cánh đồng với các bác thì dĩ gì lại hổ nhất rồi. Quay được nhưng bây giờ anh có thể ký hoặc không ký. Anh có thể xé được biên bản đi. Cô chối đem ra một đốc cái chè mình đi. Là bao biên bản. Bố cũng phải nóng như vậy mà. Nha. Chưa có công an, có công an công độ mà chạy giữa cánh đồng với bắt phải chơi rơm. Đi bắt xin được. Ông nói cho các anh biết. Thôi chứ về đi, để còn các anh cứ chối này. Ôi trời. Chứ về để ở đây còn nãy thôi. Chứ còn bây giờ các anh đã sai mà thích nổ nhất thì cho nổ chứ gì đâu. Là giữa cánh đồng của bà con nhân dân đi bắt xe gì thì. Anh cứ nghe tôi nói đã. Cái đặc điểm giấy phép lái xe của anh tôi rõ rồi. Được chưa? Đấy ghi ý kiến là ấy đi sao? Đây, đường 10 tấn vào đây, toàn có cảnh công anh ấy đây. Ồ. Đường đi đường của ấy đây mà xe to đấy, xe. Vô lý, đường trời ta thấy này, đường trời nhập đánh lên công an này, nước mà nhất trang. Vậy làm này nổi nhỉ. Đông người coi thật. Bình luận bao nhiêu? Rồi các anh đấy có anh đi có hoành ta trạng nè. Đó công an như Thanh ra giữa cánh đồng bắt này đó. Đây nha, đúng giữa cánh đồng nha. Đó. Anh chụp đấy, anh gửi máy anh chụp luôn cái giao luôn rồi, là chỉ được chụp đâu, giao luôn cho một bản ừ, đúng rồi, anh sáng thì nãy bắt phải ghi rõ là bắt ở vị trí nào, nằm giữa cái đường này kia ký này, giữa chỗ cánh đồng đây này đó, với nằm giữa cánh đồng đó. Mà bây giờ là đường nội đồng chứ không phải là đường của xã của huyện này, trên huyện thì quản lý đường này là đường nội đồng nhá, đường nội đồng cũng nói rằng là đường nội trong nội đồng, trong nội đồng bao nhiêu mét luôn này đấy. Anh ra anh coi đường luôn mấy mét thoải mái không có gì đâu, đường này là đường nội đồng. Chụp lại. Chụp lên mấy biên bản này. Anh Sáng có ý kiến chưa nhờ? Ghi ý kiến chưa? Không biết là ghi chưa, chụp lại Sáng chụp lại mấy cái biên bản luôn.
Tôi chụp lại giao là nghĩ giao là cái... sẽ được mà. Tao này là ngoan người đây. Đây. Tờ khác bị chửa cái Giang. Nếu là không ký được vô biên bán, người khác ký vô biên bán thì mình có điện thoại quay, điện thoại nói được. Cả, cho ai tôi nộp số bạc, cả không ký. Anh Trung bỏ sao, anh bỏ sao tôi ký hết. Bỏ giấy than vào ký, anh này, không. Thôi, do anh xem này, tôi giải thích này. Biên bản là 0181070073 chưa? 0181073 có đúng nhau không? Đúng. Nội dung giống nhau không? Đúng. Anh ký hai bản anh nhận cùng bản hay sao? Không, thì các anh với các cô. Nếu anh ký bản thì sao ký cả hai bản? Anh ký hai bản hoặc là anh ghê ra anh ký ra. Bây giờ ra giữa cánh đồng đi bắt là gì mà các anh báo không sai làm ra nôi đổ như bà con nhân dân, như bây giờ đi gánh lúa về à hay là gánh rơm về à? Văn bản như thừa văn bản bọn em làm đơn ngay làm nó đúng kiểu như ồ bố nó ăn chi bây giờ ra giữa cánh đồng đi bắt chứ bây giờ bà con cắt lúa chứ đi gánh lúa về à hay là mang xe máy ra đi chở rơm bây giờ sao? Anh làm ăn bây giờ cũng phải nghĩ đến bà con nhân dân làm ăn răng. Sang này 110 mấy ạ. Bây giờ đi xe chế xe các anh cấm mà trong cái đó xe chế các anh không ra bắt được, bây giờ đi ra bắt ô tô đi phục vụ bà con dân đồng. Chở đất không chở bạc dầm trên chỗ ngay gần ủy ban xã. Rồi anh Phi xuống đây thì bắt ở giữa cánh đồng này. Đấy, bắt xe của ông anh chở rơm đây anh, ở giữa cánh đồng này đi phục vụ bà con nông dân này. Đó. Đây giữa cánh đồng đó. Nhưng mà cái trường hợp mà về cái phạt lỗi chính chủ em nhớ có hai trường hợp chứ mấy nhỉ? Có hai lỗi thôi, một là cái ra tai nạn mà hai là ấy. Ok đó thì chưa ấy đi.
anh chứ. Một là hai là có người chưa đủ thẩm quyền điều khiển xe. Bây giờ tôi thông báo lại cho anh Dũng và chị vô quát thị trường nhá. Anh lắng nghe này. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 4 điều 2 tương ứng với lỗi biên bản anh nhận được chưa? Còn lỗi như thế nào thì anh nhận định anh nhận được nhá. Lỗi bắt xe giữa cánh đồng anh, lỗi chiều cao giữa cánh đồng mà thùng cao 1m68 mà bây giờ báo 10% thì không có đấy. Mà đùa ra có 1m8. Em đang bảo là gần 17 phân nữa vứt đi đâu. Gần 17 phân phần trăm chỗ 10% kia vứt đi đâu. Tôi chỉ biết như này. Tôi chỉ biết như này. Đã giữa cái đồng vô lý rồi này, công an huyện Kim Thành đang bắt được cái giữa cái đồng rồi này. Bên còn cái gì? Đối nhà chúng tôi bên này. Có thấy cái vô lý không ạ? Chưa giờ thấy công an rồi, công an bây giờ ra đuổi cái đồng bắt được này. Bên thì đây. Từ nay bà con là sắm gánh về rắn ra đồng mà đi gánh lúa cái dơm về nhá. Đường đi đường nội đồng. Đường đường nội đồng. Ra đi bắt bài cái giơm vớ bẩn đó. Máy bóc hay là nhà có máy bóc cái xe cộ đấy thì là đứng ra đồng đấy nhá. Có lấy sơ rùa đấy đi. Đấy. Vì đâu anh ơi, xe có lỗi gì sai không? Sai lỗi gì các anh ạ? Thưa thấy cái trường hợp đầy đủ giấy tờ hết chỗ vai cái giơm bắt lập biên bản. Vô lý. Nhà nước pháp luật mà chưa có pháp luật mà phải ra cái điều gì nữa. Xe đạp giỏi thì các cháu cái thạc này đi không được drama là tao phải dọn đạp vào. Kéo như cái xe này đang ở giữa đồng lên đường mà bị lỗi chứ không? Có lỗi cái gì tự nhiên này được cái xe đang cánh đồng ở ruộng người ta được không sơn bắt đéo gì? Không phải đang ở đường được của dân thôn đóng góp này. Là lỗi cái gì đâu? Trọng tài thì không. Ô anh bảo anh em giữ được đánh xe về luôn như cần chi anh cho đánh về luôn để cá rơm cho đánh về luôn. Tính giữ cho giữ luôn như vậy chi? Tôi là cho xin giấy tờ giữ xe đi. Giữ luôn cá rơm nữa. Mà có lỗi cái chi chở các bạn cái xe cho đúng tay cái đường này đường như là điên đường các anh bắt. Xe đi đang trên đồng nhân dân đóng góp. Đây là đường cái một. Dưới đây đọc. Đường cái mà đang cái giữa cánh đồng đấy chứ. Bắt thích bắt trời bắt nắng bắt chứ không bắt được không? Không nghe thấy gì cả. Bắt tôi phải hô. Phải chính đi cái bà. Anh làm chứ không anh xả ở với trời anh chỉ nào trong cái tay ra đây đi bắt được. Cho chị đậu sao được. Nói thẳng vào anh. Nha. Tôi nói rằng đang đậu ở cánh đồng. Tôi nói không. Đúng không? Đi đường không phải lỗi cái gì này. Làm vơ làm phản nghe đốt mẹ giấy đi. Làm đúng rồi thôi. Làm chiến đúng rồi thôi. Làm vơ nổi lắm thì nổi lắm rồi.
sáng lùi cái xe chạy chúng nào mình chạy là chỗ. Ờ, lùi làm chi anh? Không phải lùi thế đó. Ô cái này là phải đơn như vậy đưa lên trên kia chứ các anh. Chả qua đi bắt xe mà giữa cánh đồng mà trong đó đây là chở rơm phục vụ bà con nông dân. Đồ nông nghiệp chứ không phải là đi kinh doanh hay gì cả. Đây. Cái xe này là phục vụ nông nghiệp đang chở rơm chứ làm nghề gì. Lên view lắm á. Đang quay ở đó, đang rửa cánh đồng nè. Đang rửa cánh đồng nha. Bà con ơi. Cho qua anh rồi, xong rồi. Có gì các em này sơm là bọn anh là phục vụ của nông nghiệp. Thôi không về đâu, anh đi đây đi. Chắc nuôi mà vài cái rơm bốc vác không vác được. Bây giờ có người đi xe ra bốc vào đây cái bắt cái cô lý lắm. Các em nhìn mà làm. Làm việc chứ mà làm được à? Hay. Làm đúng thì thôi. Thôi thôi, giải tán đi các bác ơi. Tán bây giờ không nuôi chứ không phải đi. Ây em ơi, công an Như Thành nhá. Ra bắt rửa cánh đồng này, xe rơm này. Ơi. Ơi, công an Như Thành nhá. Ô. Bên làm à. Ôi, phục vụ bà con mà đi xuống đồng đây, đi lập biên bản với đi ấy này, đó, để bà con bới cho đó, đó. Dân nông nghiệp làm cái phục vụ. Đó, đường dân xã dân huyện kìa, xuống dưới đây đi bắt ở bọn đi mà không làm. Ở dưới cánh đồng này. Mua ngay mà, đến không nói văn mà, em đưa mình đó. Ông này cậu với gì đi được chứ, dân đâu. Cô này, để đưa giấy tờ thoải mái mà cậu chứ. Mẹ lộn chốt đi cũng có kế hoạch. Ô trời xuống đây bắt đấy vội vàng chạy mất rồi à. Ơi công an Như Thành đây ra bắt rửa cánh đồng đây. Nổi nhất trang rồi. Đây đường của huyện đây. Đường của huyện đây. Đấy, phi phát xuống giữa cánh đồng đi bắt xe đây. Nổi nhất rồi. Đấy, xuống lập biên bản và là vội vàng nhưng mà lập biên bản đi thì còn lâu các anh ăn đơn thoải mái nhá. Đang mớ đơn gửi cho các anh mà.